Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Khi Sao Lơ lên ngôi vua thì đã được 40 tuổi, người đã cai trị trên Israel 2 năm, bèn chọn 3.000 người Israel, 2.000 người đang ở cùng mình tại Mít-ma và trên núi Bê-tên, còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Gibea trong xứ Benjamin. Dân sự còn lại người cho về, ai nấy vào trong trại mình. Jonathan đánh đồn Philistin ở tại Geba. Dân Philistin hay điều đó. Sao-lơ hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà rằng: dân Hebrew khá nghe biết. Vậy cả Israel đều hay rằng Sao-lơ đã đánh đồn Philistin, và Israel bị dân Philistin ghen ghét. Bây giờ dân sự bị nhóm hiệp lại bên Sao-lơ tại Ginh-ganh. Khi ấy dân Philistin hiệp lại đặng đánh Israel. Chúng có 30.000 cỗ xe, 60.000 lính kỵ và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy chúng nó đi lên, đóng trại tại Mít-ma về hướng đông của Bết-a-ven. Dân Israel thấy mình nguy cấp vì bị chúng theo riết gần, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố. Mấy người Hebrew sang qua sông Giô-đanh đến xứ Gác và Ga-la-át. Sông Sao-lơ còn ở lại tại Ginh-ganh, và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ. Sao-lơ đợi 7 ngày là kỳ của Samuel đã định, song vì Samuel không đến Ginh-ganh, dân sự bèn tan đi. Bây giờ Sao-lơ nói: hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân. Rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kìa, Samuel bèn đến. Sao-lơ đi ra đón đặng chào người. Nhưng Samuel hỏi: ngươi đã làm chi? Sao-lơ đáp rằng: khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Philistin đã hiệp lại tại Mít-ma, thì tôi nói rằng: dân Philistin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu. Samuel nói cùng Sao-lơ rằng: ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Đoạn Samuel đứng dậy đi từ Ginh-ganh đến Gibea trong xứ Benjamin. Rồi Sao-lơ kiểm điểm dân ở cùng mình, có ước chừng 600 người. Sao-lơ và Jonathan, con trai người, cùng quân lính đi theo đều đóng tại Gibea trong xứ Benjamin, còn dân Philistin hạ trại tại Mít-ma. Từ trong dinh Philistin có một toán quân cướp phá đi ra, chia làm 3 đội. Đội này theo con đường Opra đi về xứ Su-anh, đội kia noi con đường Bết-horon, còn đội thứ 3 theo con đường ranh nằm trên trũng Sê-bô-im về hướng đồng vắng. Vả trong cả xứ Israel không có thợ rèn, bởi vì dân Philistin đã nói rằng: hãy cấm người Hebrew rèn gươm và giáo. Hết thảy Israel ai nấy đều đi xuống nơi Philistin đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu và lưỡi hái mình. Lại khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba hay là rìu bị mẻ sức thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại. Nên trong ngày tranh chiến chẳng có gươm cũng không có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo Sao-lơ và Jonathan. Chỉ có cho Sao-lơ và Jonathan là con trai người dùng mà thôi. Một đồn quân Philistin kéo ra đặng đón đèo Mít-ma. Chương 14.
Một ngày kia, Jonathan, con trai của Saul, nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình mà rằng: "Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philistine đóng ở phía bên kia." Nhưng người chẳng nói cho cha mình hay. Bây giờ, Saul ở tại đầu ranh Gibea dưới cây lựu của Migron, còn đạo quân theo người ước chừng 600 người. Ahiya, con trai Ahitub, anh của Isabod, con trai Phinea, cháu Heli, mặc áo ephod, làm thầy tế lễ tại Silo. Dân sự không biết Jonathan đi. Ở giữa đèo mà Jonathan gắng sức đi đặng đến đồn Philistine, có một răng đá ở bên này và một răng ở bên kia. Cái này gọi là Bốt-sét, còn cái kia gọi là Sene. Một cái răng đá mọc lên về phía bắc, đối ngang Mít-ma, còn cái kia ở tại phía nam, đối ngang Gê-ba. Jonathan nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: "Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả, Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng? Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng, cũng như số đông người vậy." Kẻ vác binh khí của người thưa rằng: "Hãy làm điều ông ước và đi nơi nào ông muốn. Lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó." Jonathan tiếp: "Này, chúng ta hãy đi đến những người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói, hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng, hãy lên đến chúng ta, thì chúng ta sẽ lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay chúng ta. Điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta." Vậy, hai người đều đi lên đồn Philistine. Dân Philistine nói: "Kìa, những người Hebrew ra từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kia." Lính của đồn nói cùng Jonathan và kẻ vác binh khí mà rằng: "Hãy đi đến chúng ta có chuyện tỏ cùng hai người." Jonathan nói với kẻ vác binh khí mình rằng: "Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Israel." Jonathan dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Philistine ngã trước mặt Jonathan, và kẻ vác binh khí giết chúng nó chết ở đằng sau người. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và kẻ vác binh khí người giết chừng 20 người trong một khoảng nửa công đất. Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng và trong cả dân Philistine. Quân đồn và đảng cướp giật đều bị kinh khủng, đất bị rúng động, ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy. Lính canh của Saul ở tại Gibea trong xứ Benjamin đều thấy quân chúng Philistine tản lạc và chạy trốn lộn xộn. Bây giờ, Saul nói với quân lính ở cùng mình rằng: "Hãy kiểm điểm xem ai là những người đã bỏ hàng ngũ chúng ta." Chúng kiểm điểm thấy thiếu Jonathan và kẻ vác binh khí người. Saul nói cùng Ahiya rằng: "Hãy đem hòm của Đức Chúa Trời đến gần, vì trong ngày đó hòm của Đức Chúa Trời ở cùng dân Israel." Nhưng trong khi Saul nói với thầy tế lễ, thì tiếng ồn ào lại càng thêm lên trong trại quân Philistine. Saul nói cùng thầy tế lễ rằng: "Hãy rút tay ngươi lại." Đoạn, Saul và hết thảy quân lính ở cùng người hiệp lại, đi tới chốn chiến trường. Kìa, thấy người Philistine rút gươm giết lẫn nhau, hỗn loạn cực điểm. Những người Hebrew đã từ lâu phục dân Philistine và theo họ trong trại quân, nay lại trở lòng hiệp với dân Israel vẫn theo cùng Saul và Jonathan. Lại khi hết thảy người Israel đang ẩn trong núi Ephraim, nghe dân Philistine chạy trốn, cũng rượt đuổi theo chúng nó mà đánh giặc. Đức Giê-hô-va giải cứu Israel trong ngày đó. Cơn giặc tràn đến Bết-a-ven. Cũng trong ngày đó, dân Israel bị mệt đuối. Vả lại, Saul có thề cùng dân sự rằng: "Đáng rủa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cừu địch ta." Vì vậy, cả dân sự đều cử không ăn vật thực gì hết. Song chúng dân đã đến trong một cái rừng
có mật ong trên mặt đất. Bây giờ, dân sự đi vào trong rừng, thấy mật này chảy, chẳng ai dám chấm tay vào miệng vì sợ lời thề. Nhưng Jonathan không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên giơ đầu gậy mình cầm nơi tay chấm vào tàn mật ong, rồi lấy tay đem mật vào miệng, thì mắt người sáng ra. Có người trong dân chúng cất tiếng nói rằng, cha ông có thề cùng dân chúng rằng, đáng rủa xả người nào ăn vật thực gì trong ngày nay, vả dân sự đều bị mệt đuối. Jonathan đáp rằng, cha ta làm rối cho xứ, hãy xem mắt ta đã sáng dường nào, vì cớ nếm chút mật này. Ồ, chớ chi ngày nay dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Philippines đã lớn hơn biết bao. Vậy, ngày đó, dân Israel đánh bại dân Philippines từ Mitma cho đến Ayalon. Dân sự bị mệt đuối lắm, bèn xông vào của cướp, bắt chiên, bò, bò con, giết đi trên đất, rồi ăn thịt lộn với huyết. Có người đến nói cùng Saul rằng, kìa, dân sự phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Người đáp, ấy là một sự lỗi đạo. Hãy lập tức lăn một hòn đá lớn đến gần ta. Lại tiếp rằng, hãy đi khắp cơ binh rao rằng, mỗi người phải dẫn đến ta chiên và bò mình và giết đi tại đây, rồi các ngươi sẽ ăn thịt nó. Như vậy, các người không phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Thế thì, trong đêm đó, mỗi người trong chúng dẫn súc vật mình có dưới tay và giết nó trên hòn đá. Saul bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ấy là bàn thờ thứ nhất mà người lập cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, Saul nói, chúng ta hãy đi xuống, đuổi theo dân Philippines trong khi ban đêm, cướp phá chúng nó cho đến sáng sớm và chớ để sống một ai. Chúng thưa rằng, hãy làm mọi điều vừa lấy làm phải. Thầy tế lễ bèn nói, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời. Saul cầu vấn Đức Chúa Trời rằng, tôi phải nên xuống đuổi theo dân Philippines chăng? Ngài sẽ phó chúng nó vào tay Israel chăng? Song lần này Đức Chúa Trời chẳng đáp lại lời gì hết. Đoạn, Saul bảo rằng, hỡi các quan trưởng của dân sự, hết thảy hãy đến gần đây, xét tìm tội lỗi đã phạm trong ngày nay là sao. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng giải cứu Israel mà thề rằng, kẻ đã phạm tội, dẫu chính là Jonathan con trai ta, cũng phải chết đi. Trong cả dân sự chẳng có ai đáp lời người. Người bèn nói cùng cả Israel rằng, các ngươi hãy đứng bên này, ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng, hãy làm điều vua lấy làm phải. Saul thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Saul bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Saul nói, hãy bắt thăm cho ta và Jonathan con trai ta. Jonathan bị chỉ ra. Saul nói cùng Jonathan rằng, hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú thật rằng, tôi có dùng đầu gậy tôi cầm lấy tay mà nếm chút mật ong. Này, tôi đây phải chết. Saul nói, hỡi Jonathan, nếu ngươi không chết, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa rất nặng trên ta. Nhưng dân sự đáp cùng Saul rằng, ủa, Jonathan là người đã làm cho Israel được đại thắng dường kia phải chết sao? Điều đó chẳng nên. Chúng tôi chỉ sinh mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng, một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất, vì người ở cùng Đức Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy, dân sự giải cứu Jonathan và người khỏi bị xử tử. Đoạn Saul trở về, chẳng đuổi theo dân Philippines nữa, và dân Philippines đều trở về trong xứ mình. Sau khi Saul đã cầm quyền nước Israel, thì người giao chiến cùng kẻ thù nghịch mình tứ phía, tức cùng Moab, Ammon, Edom, các vua Soba và cùng dân Philippines. Hễ người cử binh đến đâu thì báo thù được đến đó. Người tụ tập quân lính đánh dân Amalek
và giải cứu Israel khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Các con trai của Saul là Jonathan, Yishevi và Malchishua. Người cũng có hai con gái, lớn tên là Merab, nhỏ tên là Mikan. Vợ của Saul tên là Ahinoam, con gái của Ahimat. Tổng binh của đạo binh người là Abner, con trai của Ner, chú của Saul. Kích, cha của Saul, và Ner, cha của Abner, là con trai của Abien. Trọn đời Saul có sự tranh chiến dữ dội cùng dân Philistine. Hễ khi Saul thấy người mạnh mẽ và bạo dạn thì chiêu mộ người theo mình. Chương 18. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cuột tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thế ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại, nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết.
chủ bèn động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta." Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: "Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh." Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bạn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: "Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?" Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Thi Thiên 74. Đức Chúa Trời ơi, vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhưng sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa? Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa, và chuộc lại đặng làm phần cơ nghiệp của Chúa. Cũng hãy nhớ luôn núi Si-ôn là nơi Chúa đã ở. Cầu xin Chúa đưa bước đến các nơi hư nát đời đời. Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh. Các cừu địch Chúa đã gầm hét giữa hội Chúa. Chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu. Chúng nó giống như kẻ giơ rìu lên trong đám rừng rậm kia. Bây giờ chúng nó dùng rìu và búa đập bể hết thảy vật chạm trổ. Chúng nó đã lấy lửa đốt nơi thánh Chúa, làm cho chỗ danh Chúa ở ra phàm đến đất. Chúng nó nói trong lòng rằng: "Chúng ta hãy hủy phá chung cả hết thảy đi." Chúng nó đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ. Chúng tôi chẳng còn thấy các ngọn cờ chúng tôi, không còn đấng tiên tri nữa, và giữa chúng tôi cũng chẳng có ai biết đến chừng nào. Đức Chúa Trời ơi, kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? Kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao? Sao Chúa rứt tay lại, tức là tay hữu Chúa, khá rút nó ra khỏi lòng và tiêu diệt chúng nó đi? Dầu vậy, Đức Chúa Trời là vua tôi từ xưa, vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát đầu Leviathan, ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng. Chúa khiến suối và khe phun nước và làm cho khô các sông lớn. Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chúa đã đặt các bờ cõi của đất và làm nên mùa hè và mùa đông. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục và một dân ngu dại đã phạm đến danh Ngài. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bồ câu đất của Chúa, cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Xin Chúa đói đến sự giao ước, vì các nơi tối tăm của đất đều đầy dẫy sự hung bạo. Nguyện kẻ bị hà hiếp chớ trở về hổ thẹn, nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ngợi khen danh Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy, binh vực duyên cớ Chúa. Hãy nhớ lại thế nào kẻ ngu dại hằng ngày sỉ nhục Chúa. Xin chớ quên tiếng kẻ cừu địch Chúa, sự ồn ào của kẻ dế nghịch cùng Chúa thấu lên không ngớt. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài.
Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.